Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn là Tuất Cản Hợi, nằm từ độ số là 292,5 độ cho đến 337,5 độ là 45 độ. Thì chính hướng Càn là 315 cộng trừ 22,5 độ, gồm có Ba Sơn là Tuất Cản Hợi, đúng không ạ? Các cái sơn Tuất Cản Hợi thì chúng ta có thể xây dựng vào thời điểm tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9, tháng 11, tháng 12. Tôi nhắc lại, tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Ngoài ra lưu ý rằng là cái nhà hướng Tuất tức là độ số, tức là từ 297,5 độ cho đến độ số là 307,5 độ thì không khởi công vào tháng 9. Hợi Sơn tức là những cái nhà mà nằm ở chỗ là 322,5 độ cho đến 337,5 độ thì không khởi công vào tháng 10. Đấy là những cái điều lưu ý. Cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng theo dõi cái phần chia sẻ kiến thức của Phong Thủy Tam Nguyên. Hy vọng rằng sẽ được gặp lại anh chị và mong anh chị ủng hộ những phần chia sẻ kiến thức này để đem lại cuộc sống bình an, thịnh vượng. Xin cảm ơn.